Giới nghiên cứu thư văn học vừa phát hiện ra một hố đen vũ trụ đặc biệt thuộc loại im liềm trên một thiên hà gần giải ngân hà. Đây là lần đầu tiên giới thiên văn học tìm ra một hố đen loại này sau nhiều thập kỷ nghiên cứu. Hố đen mới phát hiện đặc biệt ở chỗ nó không phát ra những tia phóng xạ X khi nuốt những vật thể xung quanh bằng lực hấp dẫn cực mạnh. Ngoài ra nó cũng không được hình thành từ vụ nổ của một ngôi sao chết. Các nhà nghiên cứu cho biết hố đen này có kích thước gấp chín lần mặt trời về cách trái đất khoảng 160.000 năm ánh sáng. Nó còn có một ngôi sao xanh nóng, phát sáng và nặng gấp 25 lần mặt trời bay quanh. Các nhà thiên văn học cho rằng ngôi sao xanh này dần dần cũng sẽ trở thành một hố đen và nhập vào hố đen mà nó quay quanh. Xưa nay, những hố đen im liềm thường rất khó được phát hiện vì chúng ít tương tác với vật thể xung quanh.